con gái biết bàn đường, buồn anh xa lắm núi mờ sương, có dòng ngập đốm con sông nhỏ, có đồng lúa nếp có đưa vui.
quay sau nhiều tháng ngày làm đại công. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Các ông và cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ thành viên trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát ngày nay, lần đầu tiên cho phép những người tổ chức chương trình sự kiện đình dương và tạm biệt đến từ quê hương là thành phố Sơn La trở về với bản dân xã Phổng Lăng Thần Tâm chúng ta, được khúc chúc quy cho niềm hạnh phúc cùng đại gia đình chúng tôi trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát ngày nay. Và xin được gửi đến toàn thể quý vị trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát ngày nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, vẫn theo dòng chảy của thời gian, sống trên cuộc đời này ai ai cũng mong muốn được hoàn thiện cuộc đời của mình, cuộc sống của mình. Và để thế nhưng làm được điều đó thì cần rất là nhiều, có rất nhiều cái yếu tố. Và yếu tố thiết thực quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đó chính là ngôi nhà. Vâng, ai ai cũng mong muốn có được một ngôi nhà, có những tiếng cười đùa của trẻ thơ, có bên bếp lửa hồng ấm áp, và có thể có lẽ bởi vậy từ xa xưa từ ông tổ tiên của chúng ta cũng đã tìm lấy mái lá để che nắng che mưa. Kính thưa toàn thể quý vị, vâng, gia đình ông bà gia nhân họ đã sống với nhau bằng một tình yêu chung thủy, họ đã gần sống với nhau hơn 30 năm chung sống bên nhau, họ đã dành riêng chất chiều, và có khi thì phải lên núi, và cũng có khi thì phải xuống đèo, và cũng có đôi khi cơm không thì mới giếng với cà, chồng ăn thì vợ ngắp vẫn khà khà khe ngon. Từ rồi họ dành dụng chất chiều và cuối cùng họ cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, đó chính là ngôi nhà mới đầy khang trang ngày hôm nay. Và đó cũng là lý do toàn thể quý vị có mặt tại nơi đây đến để chúc mừng cho niềm hạnh phúc cùng đại gia đình và San Luân trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, niềm hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi hơn bao hết ngày lúc về đây, đó chính là sự kiện của đại gia đình ông bà San Luân được cùng trở về sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị và nói với toàn thể những lời cảm ơn chân thành. Và xin chân thành kính toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho để chúc mừng cho gia đình chúng tôi được không nào. Ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của đại gia đình ông bà San Luân nhanh chân khẩn trương trở về sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời chúng tôi trong buổi tiệc mừng tân gia đình ông bà San Luân ạ. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng anh chị đại gia đình nhanh chân trở về sân khấu đi nào. Vâng, niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết của đại gia đình chúng tôi ngày hôm nay đã có mặt tại sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Thay lời muốn nói cho ban tổ chức chúng tôi cũng như đỡ lời cho buổi tiệc mừng tân gia của gia đình bà San Luân ngày hôm nay ạ. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều đã dành thời gian đến để chung vui cho ngày phúc cùng đại gia đình chúng tôi trong buổi tiệc mừng tân gia ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và mọi nhân vật quan trọng đại gia đình ông bà San Luân đã có mặt tại sân khấu ngày nay. Và để chúc mừng trong buổi tiệc mừng tân gia ngày nay, xin toàn thể quý vị hãy một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình nào. Vâng, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý vị, và cũng một lần nữa xin được tỏ lòng thấy toàn thể quý vị đã dành thời gian đến để chung vui cho niềm hạnh phúc cùng đại gia đình bà San Luân trong buổi chiều ngày nay. Xin mời đại gia đình chúng ta hãy cúi chào thật sâu để chào toàn thể quý vị, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát ngày nay, vâng, giờ vàng phút họp cây kim vương đã điểm, cũng giờ lành đã tới, không phải quý vị chờ đợi lâu nữa, đình dương xin được phép tuyên bố
buổi mừng lễ khai mạc buổi tiệc mừng Tần gia đài cát tấn tài tấn lộc của đài gia đình ông bà gia đoàn xin phép được bắt đầu. Vỗ tay lên nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát ngày hôm nay trân trọng và thân mến, vâng, sự diện của đài gia đình tôi đã có mặt tại nơi đây để được ra mắt với toàn thể quý vị. Một lần nữa thay lời muốn nói cho hạ đoại gia đình ông bà xa luôn trong buổi tiệc mừng Tần gia ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất toàn thể quý vị cũng đã dành thời gian, đã bỏ lại tất cả công việc bận rộn sau lưng của mình để cùng nhau hồi tụ về đây. Các sự lời mời của đài gia đình ông bà San Uân đến để chúc mừng trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát hôm nay, cũng như mừng trong ngôi nhà mới của đài gia đình chúng tôi sau nhiều tháng ngày làm thành công. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính với sự diện của đài gia đình là ông bà Thông Gia, ông bà Quanh Tài ạ. Và nước bó hoa tươi thắm để chúc mừng trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát hôm nay. Một lần nữa chúng tôi hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng đi đâu. Vâng, xin chân thành cảm ơn đài gia đình ông bà Thông Gia Phanh Tài rất là nhiều có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng trong buổi tiệc mừng Tần gia đại cát tấn tài tấn lộc trong buổi chơi hôm nay. Tiền vào như nước sông Đà, tiền nhà nhỏ giọt như cà phê pin. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Trên hết, Pinang ơi, sức lưu lán mất cái tặng ban tổ chức tại tặng nà hợp Tây Hân Bố Đại Yếm Sàn Uân. Cổ với biết sáng hơn xưa, mình đều hóa cửa nhất dây là Tây Hân Xuân Khỏi. Cửa nhất kém hà lầy, nhất ảo xí ba dài, ảo sai ba chát. Cửa nhất dây là làng hơn là quảng làng sùng mớ. Khách bên đi mắc cửa hợp tổ chức mông cho mông hơn mớ. Cửa với biết sáng hơn xưa, cửa nhất lại sò mơi, bố xúc ải sơ mềm, xúc phú, xúc già, xúc tà, xúc heo. Còn cái thách thấy năm nữa sửa đi vừa kiềm. Viên hồng tổng nguồn cũng chúc các làng hân mới hưởng thơ xuất khỏi. Tặng là hưởng thơ xuất khỏi cỡ bốn biết sáng gần xưa. Sao chúc hà đồng chủ phủ chủ cốt nặng hơn lòng cấy chung mừng mình đi biết sáng gần xưa. Sao chúc hà đồng chủ phủ chủ cốt thâu qua khám khan mạnh dệt kín phát tay mà gần dệt sang này cày sang phim ăn hay nhâm y ăn đi hờ này. Sao chúc hà đồng chủ phủ chủ cốt mình đi các cố và hoàn biết nữa vì lòng nữa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và niềm hạnh phúc lúc này đầy đài gia đình chúng tôi để tỏ lòng tới cảm ơn toàn thể quý vị. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đài gia đình chúng tôi sẽ có những một chén rượu mừng để chúc tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị, chúc mừng trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát tấn tài tấn lộc trong của đài gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày này trân trọng và kính yến. Và ngay sau đây ạ, xin được trân trọng kính mời sự diện của tất cả quý vị đang ngồi trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát ngày nay. Chúng ta hãy rót đầy ly quý vị được không quý vị ơi, để uống với cùng đài gia đình chúng tôi trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát ngày nay những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi tiệc mừng Tần gia ngày hôm nay được không nào. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy rót đầy ly quý vị được không nào quý vị. Nào quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng giơ chén rượu mừng thật cao đây ạ quý vị. Và chúng ta hãy cùng đồng thanh chúng ta đến 1-2-3 rô 1-2-3 rô, 1-2-3 chúc mừng Tần gia đại cát được không quý vị ơi? Quý vị ơi! Chúng ta sẵn sàng chưa đâu? Nào chuẩn bị đi nào! 1-2-3 rô 2-3 rô 2-3 chúc mừng Tần gia đại cát xin mời! Hào hạt với đôi vì lòng đâu! Vâng, ở đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều đã dành thời gian đến để chung vui cho niềm hạnh phúc cùng đài gia đình tôi. Chúc cho đài gia đình ông bà, vâng, tiền thì vào cửa trước, vàng thì vào cửa sau, hai cái gặp nhau và chui vào két sắt, và trong két sắt lúc nào cũng có tiền tỷ và đô la Mỹ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho đài gia đình hào hán hơn đất vì nông đâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi tiệc mừng Tần gia đài cát ngày nay trân trọng và kính mến. Vâng, người ra sao ông ra ta thường có câu rằng vâng, thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông không tan. Và toàn thể quý vị có mặt tại đây và hy vọng rằng sẽ có nhiều ngôi nhà như thế này nữa nở mọc lên. Và cũng xin được chúc cho toàn thể quý vị trong buổi tiệc mừng Tần gia ngày hôm nay sẽ thật vui tươi và mừng được. Chúc cho đại gia đình chúng ta năm nay xây được ngôi nhà, sang năm kiếm một con ô tô 4 bánh tầm tỷ rưỡi để mà đi nhà trang trại mưa. Một lần nữa xin được chúc cho đại gia đình, xin rất thay cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều.
Góc mắt ngay sau đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn đại gia đình chúng ta trở về với từng bàn tiệc để chúc Tết toàn thể quý vị thân thương trong buổi tiệc mừng thân gia đại cát ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời